Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại phần tiếp theo của tựa game Raegon City. Và nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm cái video tiếp theo hay hơn. Ok các bạn, thì lúc mà mình úp cái clip này lên thì mình nghĩ là nó đã kết thúc cái arena của mùa này rồi này. Vì thế mà mình phải làm cái clip này để tránh cái tình trạng là nó bị thiếu các bạn ạ. Vì là từ từ nhá, cái rớt này thì mình vẫn đang hạng 1 đây này. Thứ nhất là mình phải ke cái rớt này nữa các bạn. Bởi vì là mình sợ là mình sẽ bị vượt mặt đấy. Để xem nào, thanh niên top 2 là 238 à. Thanh niên top 2 thua mình cũng khá là xa đấy. Thua mình khá là nhiều. Mình chỉ sợ là lỡ may bây giờ nó quay phát ăn của X10 thì lại hơi vỡ mồm các bạn ạ. Nhưng mà chắc là không sao đâu. Bôi cao sẽ khỏi, bôi tỏi sẽ lành, bôi hành sẽ đỡ, mỡ sẽ liền, bôi tiền sẽ hết. Bởi vì là mình muốn gọi là làm một vài cái điều trước khi mà nó kết thúc cái cuộc đua này. Bởi vì là hôm hồi nãy mình vào mình thấy là nó có cái quả trứng ấy các bạn. Cái quả trứng thiên sứ ấy, là mình lại được thêm một quả nữa. Có nghĩa là tổng cộng là mình được 30 cái totem. Đấy, mình được 30 cái totem cho nên mình có thể lấy được thêm một quả trứng nữa. Nên là mình sẽ gọi là vào mở quả trứng để review luôn. Để tránh cái tình trạng gọi là nó phí các bạn ạ. Mình cũng không thích mở rất offline lắm. Mình thích mở trên clip cơ. Để gọi là lỡ may nó có cái sự bất ngờ gì đó. Đấy thì mình có thể mang nó cho mọi người một sự bất ngờ. Nó kiểu như vậy các bạn ạ. Đó là lý do tại vì sao mình muốn mở trên clip. Cho nên là hôm nay chúng ta lại có thêm một clip nữa. Nếu mà các bạn thấy mà mình làm nhiều clip quá thì các bạn có thể bỏ qua ha. Đấy, nếu mà các bạn cảm thấy phiền thì các bạn có thể bỏ qua. Chứ mình thì mình cũng thích chơi những offline lắm ấy, thực sự. Mọi người, bạn nào xem mình thì biết mà. Ít khi mình làm clip trong lúc offline lắm. Kể cả mấy cái game mà nó như kiểu là Minecraft ấy, mình cũng ít khi làm những lúc offline lắm. Mình thích làm những lúc online cơ bạn. Kiểu là giờ nào mình chơi là mình làm clip luôn cho các bạn coi. Để các bạn nó theo dõi cho tiện. Cái thói quen của mình từ trước ấy, các bạn. Bởi vì là ngày xưa đấy, mình cũng có làm trong lúc offline. Nhưng mà những cái khi mà mình làm trong lúc offline đấy thì mọi người hay kêu là mình cheat. Đó. Người hay kêu là tại sao mà không chơi on lên mà lại chơi lúc offline thế, cheat đúng không? Đó, cho nên là sau nhiều lần như thế thì mình chơi nó lại chơi online, à chơi offline, à, chơi. Nói chung là có cái gì mình quay cái đấy luôn. Đấy, tránh cái tình trạng nó là cheat. Vì thế là bây giờ mình quen luôn rồi các bạn. Mình chơi như vậy nhiều quá nó quen luôn rồi. Nên là có bao nhiêu thì mình quay bấy nhiêu cho mọi người coi. Ủa sao nó đánh cho mình thế này? Ảo thế. Cho này ra đi. Chưa chắc mình đã thắng nha các bạn nhá. Ờ nhưng mà cho này ra là thắng rồi. Đây từ từ bao nhiêu? 3%. Mày quá nhờ. Bé cá sấu vẫn lo được này. Hiện tại là điểm cái điểm rớt thì của mình á, mình cũng phải để ý. Bởi vì là mình sợ là mình tí thanh niên là tiên quay được quả X10 làm quả điên lên nữa thì cũng hơi vỡ mồm các bạn ạ. Ui, để ý này, nãy giờ gặp toàn mấy ông Việt Nam thôi anh em ạ. Không, nó là như mình gặp toàn mấy ông Việt Nam thôi sao ấy. Vãi nhỉ. Đây con này có hút máu không? Chắc là không đâu này. Xài cái chiêu này này. Wow, trời ơi, không đủ để kết liễu kìa. Tiếc chưa? Đủ để kết liễu thì ngon nhưng mà hơi tiếc là không đủ để kết liễu các bạn ạ. Con này khi nào nó mới ra nó cũng xài cái chiêu này trước cho mọi người. Nên là nó khá là khỏe. Nhưng mà mình cũng có đấy. Nên là mình lôi ra mình xài luôn. Sợ. Đấy cái này đấy. Khi mà quân địch càng nhiều nhá thì đam nó sẽ chia ra càng nhiều. Thì các bạn có thể thấy là đam nó sẽ khá là bé. Còn khi mà quân địch càng ít ấy, thì đam của cái chiêu này nó càng to. Ví dụ như quân địch chỉ có một đứa thôi thì đam nó sẽ rất là khủng đó mọi người. Nó là như thế các bạn ạ. Còn nếu như mà quân địch mà nó ít ấy thì đam à quân địch nó nhiều ấy thì nó phải chia đam những con khác nữa cho nên là đam nó bị bé. Ô, được đánh thêm một lần. Ui. Sao cứ đánh mà không được đến cái ngưỡng kết liễu nhỉ? Thề các bạn luôn đấy, con 2 Quantum Wormhole Raegon này là một trong số những cái con mà mình thấy là Heroic VIP mà nó cùi nhất luôn đấy các bạn ạ. Nó sinh ra chỉ để khắc chế con 2 Master Kama thôi. Và mình nghe mọi người nói ấy là hôm nay là tí nữa này, tầm này luôn này, là tí nữa tầm này luôn, đúng rồi, tầm này luôn là con 2 Master Kama đang nắm chùm luôn đấy mọi người.
Ở đây thì mình quay clip từ 51 phút trước. Đấy. Còn lúc Úc edit các thứ lên rồi úp lên thì nó là tầm này. Đấy, nó là 5 giờ các bạn ạ. Và cái nhiệm vụ bang hội xem nào. Check cái nào, mình vẫn đang là 6.400 điểm này. Mình hy vọng, nói chung là điểm của clan thì đủ rồi. Nhờ bạn chủ clan, bạn ấy yêu cầu là mỗi người 7k điểm. Hiện tại thì mình mới được có 6.400 điểm thôi. Mình thiếu đâu đó tầm 600 điểm. Nhưng mà còn 6 tiếng nữa mới kết thúc á. Mình sợ mình bị quên lắm các bạn ạ. Cho nên là nãy giờ mình cứ vào đi vào lại, tí nữa sợ lại quên mất đấy. Còn 1 tiếng nữa thôi là mình hết này các bạn. 1 tiếng nữa thôi đấy, mình chỉ việc chờ 1 tiếng nữa thôi. Mình đánh thêm 3 lần nữa là chắc chắn mình trên được 7.000 điểm. Mà mình chỉ sợ mình bị quên mấy phát đấy thôi. Đó. Cho nên là nãy giờ mình cứ vào đi vào lại đấy mọi người, tránh cái tình trạng bị quên. Rồi ở đây thì có thêm mấy cái nhiệm vụ quét nữa này. Để mình vào mình đánh luôn mấy cái nhiệm vụ quét nhé. Mấy cái nhiệm vụ là màu vàng này ta phải đánh được. À mà mấy nay thì mình cũng quay clip Ring City ở bên kênh Vũ Lít Mobile nhá. Bạn nào rảnh thì có thể ghé qua bên kênh Vũ Lít Mobile để coi. Ủa? Con này là hệ đầu tiên nó hệ ánh sáng luôn, cho nên là nó không bị ảnh hưởng bởi chiêu thức của con này các bạn ạ. Đều thật đấy. Nhưng mà con này của mình tụi này khỏe lắm. Một hit một con. One hit. À cả cái sự kiện trái tim LGBT đó các bạn. Mình thấy nhiều bạn đã lấy được con rồng và đủ số mảnh để có thể cho lên 5 sao á. Nhưng mà tiếc cho bản thân mình là mình chưa đủ để cho lên các bạn ạ. Quá là buồn luôn các bạn ơi. Rồi để mình làm hết mấy cái nhiệm vụ ở trong cái quest này đi. Đó. À chết rồi. Hiện tại là mình đang chơi ở trên giả lập ấy, cho nên là mình chơi cái sự kiện bay nó hơi khó. Nhưng mà mình sẽ cố gắng. Con này cũng chưa đặc biệt nhá. Nhưng mà mình đang muốn luyện con này lên được bạch kim 3 nữa. Cho nên là để nó đánh đi. Hai con này thì bạch kim 3 hết rồi. Con Robin này của mình thì vẫn chưa lên. Một trong số những con rồng mà các bạn kiếm được từ nhiệm vụ bang hội. Ok. Đấy, nhiệm vụ là làm xong hết rồi này. Bây giờ tới cái chuyên mục ở dưới đây. Mở hết cái đống này đi hả? Claim on này. Ô, trời ơi. Mình mở cái dương ra cái con What Dragon này. Ê, nhưng mà bạn nào xem cái kênh của mình lâu không biết là có nhớ cái con What Dragon này ngày xưa mình đặt tên nó là gì không? Bạn nào mà nhớ cái tên của cái con What Dragon này ngày xưa mình đặt tên nó là gì á thì chắc hẳn các bạn đã xem mình từ rất là lâu rồi. Nhưng mà chắc là mình nghĩ là chắc ít người biết lắm. Không phải là ai cũng biết con đấy đâu nha. Phải gọi là xem lâu lắm ấy, phải xem gọi là trên 5 năm mới nhớ tên của cái con đấy. Còn nếu mà các bạn nào mà xem dưới 5 năm thì chưa chắc đã nhớ tên con đấy đâu. Từ nhá, ở đây thì mình còn 800 này, mình quay được 3 phát nữa. 3 phát nữa thì chả chạy đâu nữa các bạn. Đi cho vui thôi anh em. Đi xem là vớ được cái gì thì vớ. Còn bây giờ nó mới là 3 phát này. 1, 2, 3. Cái dương này có kim cương ra. Dương này à, cho số 1 đi. Đi ở đây biết đâu được 6 kim cương nữa thì ngon nhỉ. Trời ơi, đi thế này cứ chạy vòng vòng này mà muốn đi dính số 1 để gọi là ăn thử xem mà cái dương này có được kim cương hay không. Nếu được kim cương thì ngon, được gem ấy. Được rồi. Gem hay trái cây đây? Hy vọng là cho gem đi. Trời ơi, 6 gem. Đã chưa? Quá đã luôn, tiện thể mình bay nốt cái sự kiện này nhá. Mình còn 9 cái này, mình bay để lấy con rồng này các bạn ạ. Nếu các bạn mà cố gắng các bạn chơi thì các bạn có thể lấy được thêm con rồng này khá là ngon này. Con rồng này không biết có phải rồng mới hay không. Nhưng mà con rồng phía sau khi nào cũng đẹp hơn con rồng legend phía sau ấy. Khi nào cũng đẹp hơn con rồng legend đầu. Đây. Nhưng mà đây cũng được một cái là mình cũng cày được con rồng legend đầu ấy mọi người. Nên là mình thấy cũng khá là tự hào. Càng về sau thì nó sẽ cho càng nhiều thứ ngon nhưng mà cá nhân của mình thấy không cần thiết lắm ấy. À, hồi nãy mình gọi là cày được 81.000 điểm này các bạn. Mình cũng đã úp clip ở bên kênh Vũ Lít Mobile đấy. Bạn nào mà không tin vào cái việc mà mình chỉ chơi đúng một lần là mình được 81.000 điểm thì các bạn có thể qua bên kênh Vũ Lít Mobile các bạn coi nha. Mình chơi đúng một lần các bạn ạ. Không biết là kỷ lục các bạn chơi cao nhất là bao nhiêu điểm. Nhưng mà cái lần này là cái lần phá kỷ lục của mình đấy các bạn. Lần đầu tiên mình chơi được 80 mấy nghìn điểm. Mấy lần trước mình chơi được đâu đó tầm có 50 hay 60 nghìn điểm là cao à. Lần này mình chơi lên tận 80 nghìn điểm các bạn ạ. Hy vọng là trong tương lai mình có thể chinh phục được mốc 100.000 điểm. Nhưng mà mình thấy chơi đến 80.000 điểm là mắt của mình là nó hết nhìn thấy gì luôn rồi các bạn. Chả biết là tương lai có chơi được hơn nữa hay không. Nhưng mà nếu mà được thì vẫn muốn chinh phục không mọi người. Nếu như được thì mình vẫn muốn chinh phục
cái mốc điểm càng cao càng tốt. Chắc hẳn trong đây ai mình nghĩ ai cũng thế thôi, ai cũng muốn gọi là chinh phục mốc điểm càng cao càng tốt thôi. Làm gì có ai mà muốn gọi là làm gì có ai mà không muốn có chinh phục những cái thứ tuyệt vời hơn cho bản thân, đúng không? Hay là chỉ có mình tôi là muốn thế thôi nhỉ? Ê, chơi giả lập thì bay hơi khó nhá mọi người nhá. Bạn nào có iPad thì chơi nó dễ. Ai có iPad thì chơi nó dễ hơn đấy. Đây, mình đã nhận được con rồng này rồi nha. Rồng này cũng khá là ngon đấy mọi người. Con này mình có chưa nhỉ? Hình như là chưa có. Để mình vào đây mình check cái nào. Nó tên là con rồng gì nhỉ? Tìm ở đây là ra là S. Nó là S-Tank hay sao ấy. Tìm Legend là ra. Sao nhiều thế? À, tìm ở trong store. Sao nhiều con rồng tên S thế nhỉ? Hình như nó không phải là S, nó là Tank hay sao ấy các bạn. Nó có chữ Tank. Đây đây, nó đây này. S-Rank chứ không phải S-Tank. Vậy là mình có con này, mình chưa có con này các bạn ạ. Bữa nào mình sẽ review cô con gái lái xe tăng đấy các bạn. Cô gái mở đường ra đi cứu nước. Ủa, bắt ma để chờ con ma mới các bạn. Ui, con ma của sự kiện tí nữa mà bắt ấy. Tầm 5 giờ này, tầm này này, nó ra rồi là con Sinfua nhé mọi người nhé. Thế thì mình muốn, cái sự kiện này sao xong sớm vậy. Ủa, còn 45 phút nữa mà nhỉ. Chưa gì đã xong rồi, mình đứng hạng 6 các bạn ạ. Đứa hạng 6 thì không có gì ngon rồi, được thêm 15 cái này nữa, khá là cùi này. Ồ, sao nó nhanh vậy nhỉ? Ủa, cái collection này nó bị lỗi à? Tưởng bị lỗi cơ đấy. Ở đây thì còn 2-3 ngày nữa này. Ồ, sao mình nhận được nhiều thứ vậy ta? Nhận được con lâu dòng Legend mới là Luxy Ali Dragon này. Legendary Orb này. Cái này, quan trọng là mình muốn lấy cái trái tim yêu thương này. Ồ, được thêm 200 mảnh cái này các bạn. Nhưng mà không ăn thua, con này thì mình không muốn cho lên 5 sao á. Nhiều bạn sẽ cho này 5 sao bởi vì nó là một con rồng mythic. Nhưng mà cá nhân của mình thấy nó không có chiêu đặc biệt đấy các bạn. Thì nó sẽ giống như kiểu là một con rồng mythical thôi. Cũng được đấy chứ nhỉ. Đấy, có 3... Ủa? Có 3 đứa con à? Đấy, nó có 3 đứa con ôm ấp 3 đứa con một lúc. Đúng là người mẹ. Người mẹ hay người bố nhỉ? Chả biết nữa. Đây, quan trọng cái này là mình lấy được thêm một cái dương này nữa các bạn. Đây là mình tranh thủ mình làm clip mình mở cho các bạn coi luôn. Mình tưởng là chỉ được 2 cái thôi cơ. Ai ngờ là được 3 cái. Thế tự nhiên nó thành ra ngon các bạn ạ. Hợp lý chứ. Mình đâu có ngờ đâu các bạn. Mình không ngờ được ấy là một cái sự kiện Arena mình có thể lấy được 3 quả trứng rồng tiền sử. Và đây là quả thứ 3. Mình sẽ mở ra xem bên trong nó sẽ có cái gì đây. Ủa, con này cũng là một con rồng Legend thôi đúng không mọi người? Echotero Dragon. Hình như con này cũng chỉ là một con rồng Legend thôi. Đúng rồi. Nó lại còn cấp thấp hơn cả con hôm bữa mình mở ra nữa. Đây, con này hôm bữa mình mở ra nhìn nó còn xịn hơn nữa các bạn ơi. Buồn thế nhờ. Ủa vậy thì nếu như bạn nào mà lấy được cái mà mua, bạn nào mà có điều kiện đấy, các bạn mua cái cục pin đấy các bạn. Ui, nó bán cả cái này nữa hả? Nhưng mà mình dư rồi. Ui, nó bán cả trái tim yêu thương nữa. Nhưng mà mình cũng gần đây này. Bạn nào dư giá bạn mua cái cục pin này thì các bạn cài rớt sẽ ngon hơn rất là nhiều nha mọi người nhé. Từ 6 tới 10 lần đánh cái này. Đấy, thì bạn nào mà dư giá đấy, các bạn đầu tư cái đấy về các bạn đánh rớt, các bạn không cần phải quay x2 x3 nhiều ấy các bạn. Đấy, như mình thì mình quay đi. Như mình thì mình quay. Còn bạn nào mà dư giả thì khỏi cần quay. Đấy, mua cái đấy về cái cày được mấy hôm luôn. Ủa nhưng mà cái đấy được mấy hôm nhỉ? Vào check cái nào. Cái đấy nó sẽ rơi ở đâu đó tầm mấy hôm nhỉ? Ủa đâu rồi? Vừa mới thấy ở đây mà. Ủa? À đây đây đây. Nó tự nhiên nó lên đầu đứng luôn. Từ 27 đến ngày 4. Ủa? À đúng rồi. Cái này là đến hôm nay nè. Hôm nay là hết rồi. Thế để hôm nay mua có một ngu à. Để ngày mai ra xem nó có cái mới thì mua các bạn ạ. Chứ giờ mua thì có mà vỡ mồm các bạn. Vậy là kéo dài nó tầm một arena. Tầm đấy các bạn ạ. Rồi, và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi clip của mình nha. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chính là động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình nha. Goodbye.